Rồi, hello anh em, hôm nay lại giới thiệu anh em mẫu JBL 300 nhá. Xe này bên nhà anh em có rất nhiều, lúc nào cũng khoảng 10 cái cho anh em lựa chọn. JBL 300, JBL 500, màu đen, màu xám, màu đồng, màu gì cũng có nhá. Từ xe, nói chung là toàn xe lướt mà, cũng không có xe đi nhiều đâu. Thì hôm nay em giới thiệu đến anh em là một con JBL 300. Xe thì đăng ký lần đầu là 2018 nhá. Hai chìa hai kiếng đầy đủ hết, ô tô chỉ có 1.000 km thôi, 1.000 mấy á, trên xíu đó. Bình xăng đẹp, xe để từ 2018 đến giờ 2023 là 5 năm rồi, đi có hơn 1.000 xíu, 1.800 km thì anh em biết rồi. Thì để lâu quá thì nó hư mất cái bình rồi nên là mới phải chở bằng bán tải về anh em ạ. Thì em này biển Sài Gòn nhá, chất xe thì 99%, 95 rồi, nó 99 anh em lại ý kiến nữa này. Ốc án này, sen chiếc đều chưa tăng anh em nhá. Bô biết là bao đẹp luôn, như mới luôn, tất cả nhông xuyên dĩa, lốp điếc rồi bố tháng đều là zin xeo xe hết nhá. Biển 18262. Đó, anh em nào thích cộng biển thì cũng 9 nút luôn. Hai chìa khóa, hai kính cho anh em đầy đủ nhá. Đó. Ô tô là 1804 km nhá, đang hết bình rồi, không có đề được. Đó, chất xe cực đẹp, biển Sài Gòn, anh em nào hộ khẩu Sài Gòn về ra tên cực rẻ luôn. Đó, anh em nhìn dàn sơn này thấy không? Đó, nguyên zin, lốp điếc à, đen thui luôn. Thì vừa mới rửa xong là quay cho anh em liền để đợi đi mua cái bình mới gắn vô. Đó, đắp mền lâu quá hư luôn cái bình rồi. Thì anh em lưu ý ha, xe cộ mà mình để lâu quá, từ một vài tháng trở lên mình không đi thì anh em cứ nên tháo cái bình ra để đảm bảo an toàn nhé. Đó, lốc liếc này, em thấy chưa? Đẹp cực kỳ luôn, gầm máy các thứ là ok cho anh em nha, sáng bóng. Đó, tất cả xe bên mình đều bán và có bảo hành cho anh em nhé. Xe chính chủ bao công chứng, anh em muốn sang tên gì thì rút gốc đều hỗ trợ được hết cho anh em mình nhé. Đó, con này bán 95 triệu. Ô tô 1.800 km nha, cực kỳ mới luôn. Thì anh em cứ có vấn đề thắc mắc thì mô tô alo qua chuyên thoại mình tư vấn cho anh em nhé, 0974847553, số điện thoại luôn luôn để ở phần bình luận hoặc mô tả clip nha. Rồi, ok, cảm ơn anh em đã coi đến cuối clip nha, hẹn anh em clip sau lại về vài con hàng mới quay cho anh em tham khảo nhé. Ok.